Giải Pháp miền Tây xin chào các bạn nha. Hôm nay mình gặp được chiếc Kobe gạo 05 các bạn, gạo 05 Komatsu BC90 đang múc cái gạch này nó bị cạn và phải vét cho nó thông thường nước các bạn, bơm nước à. Komatsu này kêu vét mương các bạn, vét kinh đó, nó bị cạn lâu ngày quá nó bồi đắp lắng đó. Người ta múc năm các bạn, 405 vậy các bạn. Hết hồn mút. Ừ hận luôn. Này có ai đi theo bự lương kiếm lương có nè các bạn. Đắt hết sức dẻo luôn các bạn ơi. Đó, Komatsu nha. BC90. Múc lên rồi ban ra luôn nha các bạn. Rồi cho Giải Pháp miền Tây xin kết thúc video nha. Chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Hẹn lại video sau mình sẽ cố gắng làm chủ đề mấy cốt nha. Bye bye.